ngày rằm này mọi người, đầu tháng 7 này. Hàng đồ chay người ta bán rất là nhộn nhịp mọi người. Cái cây người ta bán bưởi nè, bông nè. Điên đảo chết lắm. Rồi sao nó mua lại cái đồ đi giờ nó sao nó về khang mất đảo. Chết đảo con gì dữ. Sao? Mua đồ tốt đi nó lại mua lại cái đồ giờ mua thì vui thật rồi mà. Không có hết thang. Đúng nổ là nắm này. Một cái 15 ngàn bao hả?